Quý vị đang xem chương trình thời sự nóng nhất, mới nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung thông tin như sau. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết trên kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, mở đầu cho bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay là tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa rông trên biển. Hiện nay vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đã có gió tây nam mạnh cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, sóng biển cao từ 3 đến 4 mét, biển động mạnh. Vùng biển phía nam của biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có gió tây nam mạnh cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, sóng biển cao từ 3 đến 4 mét, biển động. Dự báo trong ngày và đêm nay ở khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8. Cảnh báo trong ngày và đêm nay ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía nam của biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có gió tây nam mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8. Sóng biển cao từ 3 đến 4 mét, biển động. Dự báo tác động của sóng lớn trên biển, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại vùng biển trên đều có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai, gió mạnh trên biển cấp 2. Thưa quý vị thân mến, trong ngày hôm qua ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ dao động từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 39 độ. Một số nơi có nhiệt độ cao như Mường La của Sơn La 41,1 độ, Bắc Mê của Hà Giang 39,2 độ, Bảo Lạc của Cao Bằng 40,8 độ, Tây Hiếu của Nghệ An 39,2 độ và độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến trong ngày từ 42 đến 65%. Dự báo ngày và đêm mai, ngày 3 tháng 6, ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hôm nay sẽ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp trong ngày phổ biến từ 40 đến 60%. Thời gian xảy ra nắng nóng từ 11 giờ đến 18 giờ. Ở khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 65%. Thời gian xảy ra nắng nóng từ 12 giờ đến 16 giờ. Dự báo nắng nóng trong ngày mai ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 đến 60%. Thời gian xảy ra nắng nóng từ 10 giờ đến 18 giờ. Ở khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên nhiệt độ dao động từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ban ngày phổ biến từ 50 đến 65%. Thời gian xảy ra nắng nóng từ 12 giờ đến 17 giờ. Cảnh báo từ ngày kia nắng nóng ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có xu hướng dịu dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai nắng nóng là cấp độ 1. Tiếp theo là dự báo mưa diện rộng và mưa lớn cục bộ, dông lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Hiện nay ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Một số nơi có lượng mưa lớn như Đồng Kho của Bình Thuận 106mm, Bông Cà Rang của Đắk Lắk 58mm, Lộc Ninh của Bình Phước 107,4mm. Dự báo trong đêm nay và ngày mai ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-60mm, có nơi trên 60mm. Mưa dông tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Cảnh báo mưa dông ở khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét và mưa đá cấp độ 1. Kính thưa quý vị thân mến, hiện nay cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo bão Mawa sẽ tiến sát đảo chính của tỉnh Okinawa vào ngày hôm nay. Ảnh hưởng của bão có thể khiến cho thủy triều cao tới 9 mét và gió giật mạnh tới 162 km/h. Cơ quan khí tượng Nhật Bản CMA dự báo cơn bão Mawa sẽ tiến đến đảo chính của tỉnh Okinawa vào cuối tuần này. Theo đó, cơ quan khí tượng này cảnh báo hiện tượng thủy triều dâng cao và gió mạnh. Theo như CMA, hôm nay bão Mawa dự kiến sẽ tiến sát vào đảo chính của tỉnh Okinawa và do ảnh hưởng của bão Mawa nên sẽ xảy ra mưa lớn trên diện rộng tại một số khu vực trải dài từ phía tây sang phía đông của Nhật Bản và dự kiến mưa lớn sẽ kéo dài đến hết ngày mai. Do vậy, người dân cần đề phòng nguy cơ sạt lở đất và lũ tại các con sông. Cũng như theo CMA, tính đến 9 giờ ngày hôm qua, theo giờ địa phương, bão Mawa sẽ di chuyển theo hướng bắc đông bắc cách đảo Miyako khoảng 90 km với tốc độ khoảng 15 km/h. Sức gió của bão Mawa có thể tới 144 km/h với áp suất khí quyển ở tâm bão là 970 HPA. Ảnh hưởng của bão có thể khiến thủy triều dâng cao tới 9 m và gió giật tới 162 km/h. Trên đảo chính của Okinawa, cơ quan khí tượng của Nhật Bản đã khuyến cáo người dân sinh sống ở đảo Okinawa và quần đảo Amami thuộc tỉnh Kagoshima cần cảnh giác những hiện tượng thời tiết như gió to và mưa lớn gây ra bão. Hiện đã có tổng cộng 180 chuyến bay bị hủy do ảnh hưởng của bão Mawa trong ngày hôm nay, chủ yếu là các chuyến bay đến và đi từ đảo Okinawa. Hiện nay diễn biến của bão Mawa vẫn còn nguy hiểm và phức tạp, có thể làm ảnh hưởng đến Nhật Bản ít nhất là trong 2 ngày tới. Thưa quý vị thân mến, sau diễn biến nguy hiểm của siêu bão Mawa trong những ngày vừa qua, hiện nay qua theo dõi trên một số mô hình dự báo bão quốc tế, chúng tôi có thể tiếp tục thu thập và gửi lại một số hình ảnh về quá trình hình thành của xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực biển.
trong đó có một cơn bão được hình thành ngay trên khu vực Biển Đông và có thể trở thành cơn bão số 1, cơn bão đầu tiên của năm 2023. Qua theo dõi một số thiết bị theo dõi bão nhiệt đới quốc tế trong những giờ vừa qua, một số cơ quan khí tượng đã ghi lại được hình ảnh tương đối ổn định về quá trình hình thành của những cơn bão nhiệt đới trong vài ngày tới. Hiện nay chúng tôi đã ghi lại được những hình ảnh rõ nét nhất về quá trình hình thành và phát triển của hai cơn bão trên khu vực biển, và trong đó có một cơn bão được hình thành ngay trên khu vực Biển Đông của nước ta. Theo như dự báo thì khoảng ngày thứ hai sẽ hình thành một vùng áp thấp trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông, có khả năng sẽ mạnh lên thành bão và trở thành cơn bão số 1, cơn bão đầu tiên của năm 2023, với vị trí đo được ở vào khoảng 16,28 độ Vĩ Bắc, 114,23 độ Kinh Đông, di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc. Dự báo trong khoảng 24 đến 48 giờ tới, vùng áp thấp này có khả năng sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và đổ bộ vào khu vực Thái Lan của Trung Quốc, sau đó thay đổi hướng di chuyển theo đường vòng cung bởi lực hút mạnh của một dải hội tụ nhiệt đới trên vùng biển phía Bắc của Biển Đông. Sau đó hoàn thiện cấu trúc vùng mây và mạnh lên thành bão trong khoảng 72 giờ tiếp theo, sẽ chính thức trở thành cơn bão số 1 hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông ở vị trí 18,21 độ Vĩ Bắc, 115,06 độ Kinh Đông, với sức gió được tính từ tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, khoảng 75-90 km/h, giật cấp 11, bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 130 km tính từ tâm bão, và dự báo cơn bão sẽ hướng di chuyển phức tạp và khôn lường. Hiện nay, theo nhận định của riêng cơ quan khí tượng Mỹ cho rằng, cơn bão số 1 có khả năng sẽ đổ bộ vào khu vực phía nam của Trung Quốc, sau đó tiếp tục mạnh lên và làm ảnh hưởng đến Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhưng hiện nay mới chỉ là nhận định riêng của một số cơ quan khí tượng trên thế giới và chưa có những thông tin chính xác cụ thể về diễn biến nguy hiểm của cơn bão này. Một số cơ quan khí tượng cảnh báo bão đã đưa ra khuyến cáo đối với một số nước nằm trong vùng nguy hiểm, cần tiếp tục theo dõi thêm trong vài ngày tới. Dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 1 nên khu vực phía Bắc và giữa Biển Đông, khu vực phía đông của Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông, cần đề phòng dông lốc sét trong mưa bão. Để có thể nắm bắt được rõ hơn về diễn biến hoạt động của cơn bão số 1 trong thời gian tới, quý vị và các bạn hãy đề cao cảnh giác và thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về diễn biến nguy hiểm của cơn bão trong thời gian tới. Quý vị hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận được thông báo mới nhất khi có các bản tin cảnh báo nguy hiểm mới của chúng tôi. Tiếp theo là bản tin dự báo chi tiết ngày mai, ngày 3 tháng 6. Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi dưới 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, ở phía Bắc nhiệt độ từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ, ở phía Nam nhiệt độ từ 32 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Kính thưa quý vị thân mến, từ ngày 26 tháng 5 đến nay, nhiệt độ ở khu vực miền Nam của Trung Quốc liên tục tăng cao, nhiều nơi vượt ngưỡng đỉnh điểm trong lịch sử. Một số nơi ở tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam nền nhiệt thậm chí lên tới 40 độ C. Trong đó các tỉnh Quảng Đông, Tứ Xuyên ban bố cảnh báo nhiệt cao nhất màu đỏ, mức cảnh báo cao nhất đầu tiên trong năm nay. Theo thông tin từ Cục Khí tượng Trung Quốc, một đợt thời tiết nhiệt độ cao xảy ra ở nước này trong khoảng từ 29 đến 31 tháng 5 là thời điểm mạnh nhất, nên nhiệt độ một số nơi ở các tỉnh Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Tứ Xuyên vượt quá 37 độ C. Trong đó mức nhiệt cao nhất ghi nhận tại trạm khí tượng huyện Sảo Gia, tỉnh Vân Nam lên tới 43 độ C. Tính đến ngày hôm kia, 578 trạm quan trắc khí tượng cấp quốc gia ở khu vực miền Nam của Trung Quốc đã vượt mức cao nhất trong lịch sử tại cùng thời điểm. 25 trạm đạt kỷ lục từ trước tới nay. Ông Trần Đào, nhà dự báo trưởng khí tượng Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc cho biết, hình thái thời tiết nhiệt độ cao liên tục đã diễn ra ở khu vực Giang Nam, miền Nam và miền Tây Nam của nước này. So với cùng thời kỳ trong lịch sử, đợt nắng nóng này có phạm vi ảnh hưởng rộng và cường độ nhiệt độ tăng cao. Trong các ngày cuối tháng 5, huyện Ninh Nam, Đức Xương, Hội Đông và thành phố Phán Chi Hoa của tỉnh Tứ Xuyên, cũng như huyện Tiêu Lãnh, thành phố Tứ Hội, Hưng Đinh của tỉnh Quảng Đông đã đồng loạt phát đi cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo theo màu của Trung Quốc. Trước đó, Thượng Hải cũng hứng chịu ngày nắng nóng nhất tháng 5 trong gần 150 năm qua, với nền nhiệt độ được ghi nhận là 36,7 độ C. Đây là mức nhiệt cao nhất ở thành phố này trong tháng 5 kể từ năm 1876. Cũng theo ông Trần Đào,
bão Mawa và áp cao cận nhiệt đới ở phía Tây Thái Bình Dương là hệ thống thời tiết chính gây ra nhiệt độ cao lần này. Ngoài ra, nắng nóng cục bộ ở Trung Quốc còn liên quan đến các yếu tố về địa hình, đặc biệt ví dụ như huyện Sảo Gia, tỉnh Vân Nam có nhiều thung lũng, địa hình khép kín, không thuận lợi cho việc tản nhiệt. Theo dự báo của Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc, trong 3 ngày tới, tình trạng nhiệt độ cao vẫn sẽ tiếp tục xảy ra ở hầu hết các khu vực miền Nam của nước này. Nền nhiệt ở một số nơi có thể lên tới 37-39 độ, có nơi trên 40 độ. Dự kiến đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến hết ngày thứ hai. Riêng khu vực miền Nam của Trung Quốc sẽ kéo dài đến hết ngày thứ 6. Chuyên gia nước này cũng đã phải nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng chống say nắng và hạ nhiệt, bổ sung nước kịp thời, lưu ý các tác động bất lợi của tình trạng nhiệt độ cao kéo dài đối với việc cung cấp điện và phòng chống cháy rừng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!